Xin chào các bạn nha. Có một cái tình trạng rất hay gặp trên cái máy mài cầm tay thế này, đó là tình trạng bị kẹt cái lưỡi cắt. Thì tất nhiên khi mà kẹt thì mình sẽ mở ra bằng cái đồ mở đi kèm theo. Tuy nhiên khi mình đi thi công mà cầm theo một cái đồ mở này thì rất là khó chịu ha. Và đôi khi những cái đồ mở đó nó lại ngắn và mình vặn nhiều nó cũng bị hư các bạn. Thì để giải quyết cái tình trạng này mình có một cách rất là hay. Thì đây mình thường hay dùng cái này các bạn. Đây là con ốc siết cáp nha các bạn. Con ốc siết cáp. Và cái này mình thấy nó rất là hay luôn, cho nên mình chia sẻ với các bạn nha. Đây, mình hay dùng con này. Mình sẽ thở ra nha. Cái này cực kỳ nhỏ gọn luôn. Và các bạn thấy không? Nó sẽ vừa lọt trong cái dây điện này. Đây, mình siết lại trong cái dây điện kiểu này. Đấy. Đây, các bạn không có siết hai bên nhé. Mình sẽ siết một bên thôi. Siết một bên. Và với cách này các bạn siết một cái thì nó tự khóa con ốc này luôn và không bao giờ tuột nhá. Cực kỳ gọn luôn ha. Rồi, khi mà cái này nó bị kẹt đó các bạn, thì các bạn sẽ tháo này ra. Rồi, khóa nhẹ thôi, không đã cứng được các bạn. Rồi, các bạn tháo nhẹ này ra nha. Đó. Rồi, các bạn sẽ đặt vào đây nhá. Đó. Thì các bạn thấy không? Cái này này, bốn lỗ, nó vừa lọt đúng bốn lỗ này luôn. Đấy. Rồi. Cái móc này thì các bạn sẽ xòe vào đây. Đó. Thấy chưa? Rồi. Bây giờ các bạn sẽ kiếm cái cây sắt hoặc là cái tu vít ha. Rất là tiện luôn. Rồi mình sẽ bấm cái lỗ lên đây nhá. Bấm lỗ đây. Để khóa lại. Này, khóa rồi. Ok. Ha. Rồi, chỉ việc mở ra thôi các bạn. Bỏ đây và mở ra, rất đơn giản thôi. Đây. Đó, như vậy là xong, ra rồi đó. Ha. Quá cực kỳ đơn giản và gọn gàng luôn. Cái con ốc này các bạn thấy không? Xỏ lọt vừa đúng bốn cái lỗ này luôn. Thì với cái này á, nó ngàm vào đúng bốn lỗ này thì nó cực kỳ chắc luôn. Đấy, mình thấy cách này rất là hiệu quả ha. Chia sẻ các bạn tham khảo nhé. Rồi, mong các bạn chia sẻ mọi người biết các bạn. Chào các bạn nha.